Vào năm 2020, đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều thiệt hại và đã tước đi nhiều sinh mạng. Khắp các thành phố đều phải đóng cửa, nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái và cuộc sống của chúng ta bị đình trệ. Các nhà khoa học khắp nơi trên thế giới đã phải chạy đua với thời gian để nghiên cứu điều chế ra vaccine có thể ngăn chặn virus corona. Nhờ những nỗ lực của họ, kết quả là nhân loại đã có nhiều loại vaccine ngừa COVID. Chủng ngừa là phương cách an toàn và hiệu quả để cứu sống mạng người. Nghiên cứu cho thấy các vaccine này an toàn và hiệu quả. Nhiều người trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã chủng ngừa và bạn cũng nên ghi danh lấy hẹn cho mình. Chủng ngừa là một trong những biện pháp quan trọng chấm dứt đại dịch COVID-19, phục hồi nền kinh tế để chúng ta có thể nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường. Hãy chủng ngừa cho chính bạn, những người thân yêu của bạn và cộng đồng của chúng ta. Để có thêm thông tin, xin vào trang vietcovid.org.